Trong canh tác lúa, có những loài dịch hại rất nhỏ bé, nhưng chúng lại có cách gây hại vô cùng độc đáo. Mà cho tới nay, chúng ta vẫn chưa tìm ra các giải pháp nào để hạn chế triệt để sự gây hại của chúng. Một trong số đó phải kể tới muỗi hành. Chúng không phải truyền bệnh, chúng sinh ra ấu trùng biến những cọng lúa trở thành nhà của chúng, tránh được sự tấn công của các loại thuốc bảo vệ thực vật, làm hỏng quá trình trổ đồng ra bông của lúa. Muỗi hành từng xuất hiện từ năm 1983, nhưng mật số ít nên không gây hại nhiều. Nhưng từ vụ đông xuân năm 2016, chúng bùng phát và tới nay đã gây hại tới 40.000 hecta lúa. Vậy làm thế nào để diệt trừ được muỗi hành? Ông Nguyễn Văn Minh đang sửa soạn khởi động chiếc máy xới đất. Tuy nhiên, không phải để chuẩn bị cho mùa vụ mới, mà là để xới dập bỏ gần 80 con đất lúa hơn 70 ngày tuổi bị nhiễm muỗi hành. Không chỉ riêng ông Minh, mà đồng loạt hơn 150 hecta lúa của nông dân trong ô bào này cũng chịu cảnh tương tự. Theo nông dân, nguyên nhân được cho là cánh đồng này xuống giống trễ hơn so với lịch thời vụ. Để cũng lỗ mà không có ăn, cho nên tôi đành dập bỏ là tôi xuống giống lại, là nó cho nó đúng cái thời vụ, lịch thời vụ, nó cho xuống giống nó đúng tiết vụ hè thu. Mà nói chung là tâm trạng nó buồn dữ lòng lắm chú, nó rầu không thể nào mình để đó mà đi ra đi vô, và giờ mà thấy không thu nhập được mà nó buồn dữ lắm, mình không thể tả luôn. Tổ hợp tác nó ra lịch chừng nào mình xuống ngày đấy thôi, chứ mình đâu có thống nhất được, tại vì trong này bằng chung một diện. Nhưng mà dịch vụ cho dễ kêu nhân công, rồi dễ cắt, dễ làm đó, lúa được cũng được giá. Thì cỡ 20-25 ngày thì thấy nó có muỗi hành, nhưng mà nó có số lượng, mặt lượng rất ít. Mình thấy là lúc đó là cũng không có khả năng đến nỗi thiệt hại gì mấy, mình rất đầu tư vô mạnh. Nhưng mà tới ngày mà giải phân tống thì nó vàng, mình mới thấy ôm phân, thấy nó, mình nói là chắc lúa thiếu phân. Rồi đầu mình giải mạnh vô rồi đầu là nó phật lên muỗi hành không. Sau khi lúa phát bệnh, nông dân đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để cứu vãn tình hình. Nhưng với muỗi hành, cách làm này chỉ làm tốn thêm chi phí. Đến thời điểm này, ruộng nhẹ nhất cũng bị thiệt hại khoảng hơn 70%. Vì vậy, nhiều nông dân đành buông tay. Các anh em ở đây thì ta dưỡng lại cho tôi không có chuyển đổi. Bây giờ ta giải phân vô sau nữa là thử ra công 10kg nữa. Rồi vô cuối hôm đó là tôi phải dập luôn, bỏ luôn. Còn đây là thực trạng của cánh đồng thuộc xã An Phước, huyện Tân Hồng. Theo nhiều nông dân canh tác trong khu vực, việc xuống giống trễ là để đảm bảo kịp thời cho các vụ khác trong năm. Gia đình anh Dương Hồng Sơn có 8 hecta đất canh tác trên cánh đồng này. Hiện tại thiệt hại đã lên đến khoảng 90% năng suất. Thấy xạ gấp quá, lúa mới làm chừng 10 ngày xạ lỡ rồi. Này tôi sợ nó dừa mà muỗi hành nó nhiễm luôn ba cái gì, chất độc hữu cơ gì nữa. Mùa gầu thì bị chuột, mùa này muỗi hành thì bên kia nó cắt lúa thì nó dồn về ngay chỗ này. Bây giờ lúa như gì là nếu mà có cắt được nữa phải xịt từ 2 cửa mò nữa. Như vậy, nguyên nhân của đợt muỗi hành lần này có thể được gói gọn trong 2 yếu tố: mùa vụ và thời tiết. Thêm vào đó là cách xử lý chưa đúng cách của nông dân khi gặp phải muỗi hành đã làm cho tình hình càng thêm tệ. Bà con nông dân trong nhiều cánh đồng, trong nhiều năm qua thì sản xuất mùa vụ nó không đúng theo cái lịch mà của ngành chuyên môn đưa ra. Đồng thời trên nhiều cánh đồng mà nó có nhiều cái trà lúa khác nhau. Đây cũng là một cái điều kiện thích hợp để cho các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là muỗi hành năm nay là trích lũy được cái mặt số. Cùng với cái thời tiết năm nay thì nó lạnh kéo dài nên cái cũng ảnh hưởng giúp cho cái con muỗi hành phát triển. Sau khi đã tìm hiểu rõ được nguyên nhân, cộng với việc được tận mắt chứng kiến nhiều cánh đồng lân cận xạ đúng lịch thời vụ, dù vẫn bị muỗi hành gây thiệt hại, nhưng tỷ lệ không nặng nề như tại cánh đồng nhà. Nhiều nông dân đã chấp nhận mất trắng một mùa vụ để có thể điều chỉnh lại lịch thời vụ hợp lý hơn. Qua đó, tự rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cho mình. Tôi yêu cầu điều chỉnh là xạ cho nó đồng lọt một cái một, cho dừa mà dễ mà diệt chuột nè, dừa sâu bệnh thì muỗi hành đâu nữa. Chứ như gì là lỗ chắc luôn, chăm ở trên mà cho nghỉ thì bà con đây đồng lòng thì cho nghỉ phơ đất tháng, 2 tháng gì đó. Rồi hãy xạ nữa chứ, xạ liên tục hoài làm mà không có ăn.
tính chung toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long trong vụ đông xuân 2016-2017, diện tích lúa bị muỗi hành gây hại là trên 33.500 ha, với tỷ lệ nhiễm nặng là trên 15.000 ha. Các tỉnh có diện tích nhiễm muỗi hành cao là Kiên Giang, Long An, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Mới đây nhất, trong vụ đông xuân 2017-2018, muỗi hành xuất hiện và gây thiệt hại lớn đến năng suất lúa của hai tỉnh Đồng Tháp và Long An. Tổng diện tích thiệt hại do muỗi hành là trên 40.000 ha. Pha trưởng thành của muỗi hành thuộc dạng ruồi, con cái lớn hơn con được một chút. Ban ngày thường đậu trên các khóm lúa gần mặt nước hay cỏ dại ở bờ ruộng. Chúng ăn sương đêm để sống. Vào buổi chiều tối, con đực và cái sẽ giao phối. Chỉ sau từ 1 đến 5 ngày, chúng sẽ đẻ trứng. Một con cái có thể đẻ 198 trứng dưới mặt lá theo gân chính của lá lúa. Sau từ 3 đến 4 ngày, trứng nở thành ấu trùng. Ấu trùng mới sẽ di chuyển và tấn công vào đỉnh sinh trưởng của chồi lúa và biến chúng thành cọng như cọng hành. Không có khả năng trổ bông hoặc bị lép. Sau từ 12 đến 14 ngày, chúng biến thành nhộng và vẫn sống trong cọng lúa. Sau 5 đến 6 ngày, chúng vụ hóa, chui ra bên ngoài thành con trưởng thành. Vòng đời của chúng khoảng 28 đến 32 ngày. Như vậy, pha nguy hiểm nhất của muỗi hành chính là ấu trùng. Và đây là cách mà chúng tạo ra những cọng hành. Muỗi hành chỉ gây hại từ giai đoạn mạ đến cuối đẻ nhánh. Trước khi lúa có đồng, ấu trùng mới nở có một thời gian ngắn khoảng từ 1 đến 2 ngày sống trong nước hoặc sống nhờ sương. Chúng bò dần xuống giữa bẹ và thân, đến đọt non hay chồi phụ. Sau đó chui qua bẹ lá, đục vào đỉnh sinh trưởng. Trong khi chích hút đỉnh sinh trưởng của cây lúa, ấu trùng tiết ra nước bọt kích thích cây lúa sản sinh hợp chất Indol Acetic Acid, làm gia tăng sự phân chia và kéo dài tế bào, dẫn đến thân cây lúa ở vị trí gần đỉnh sinh trưởng phồng to. Trong khi ở phía bên trên nếp lá bị kéo dính lại với nhau trông giống như cọng hành và dần dần ngã sang màu trắng bạc. Ống dài khoảng từ 10 đến 30 cm và có đường kính từ 1 đến 2 mm. Trong mỗi ống chỉ có một ấu trùng. Khoảng 7 ngày sau khi bị tấn công, ống lúa sẽ mọc dài ra và tròn giống như cọng hành. Lúc đó, ấu trùng bên trong đã đủ lớn hoặc đã làm nhộng. Nhộng có thể di chuyển lên xuống trong ống lúa nhờ những gai ngược trên thân. Trời mưa, râm mát thì chúng di chuyển lên trên, trời nóng thì đi xuống dưới. Khi sắp hóa nhộng, ấu trùng bò lên ngọn lá hành, đục một lỗ nhỏ nằm ở đó và hóa mũi chui ra ngoài, để lại vỏ nhộng dính trên ống hành. Bên cạnh đó, do đỉnh sinh trưởng bị tấn công, kích thích làm cây lúa đâm nhiều chồi phụ, trong khi thân chính không phát triển chiều cao, dẫn đến lúa nở bụi nhưng bị lùn. Đây chính là nguyên nhân khiến năng suất lúa sẽ giảm đáng kể nếu như bị muỗi hành gây hại. Tuy vậy, vẫn có những ruộng lúa dù bị muỗi hành tấn công vẫn không bị mất trắng sản lượng. Đây là ruộng lúa giống Jasmine 85 của anh Đinh Minh Đức ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ruộng lúa bị nhiễm muỗi hành tới 60%. Khi thu hoạch, sản lượng đạt 1 tấn trên 1.300 m2. Còn đây là ruộng lúa Đại Thơm 8 của ông Tư Sị ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Ruộng lúa bị muỗi hành tới 90%. Khi thu hoạch, sản lượng đạt 750 kg trên 1.300 m2. Có được kết quả trên là do hai nông dân đã áp dụng thuyết đẻ nhánh của kỹ sư Lê Trần Hoàng Vũ. Một lý thuyết mà mất tới 4 năm quan sát thực tế, anh mới đúc rút ra được. Đối với nguyên lý đẻ nhánh thì mình có gặp nhiều trường hợp, và nhất là cây lúa mà bị ngộ độc quá chất giống như thuốc cỏ 24D hoặc là gốc liposat. Khi mà cái thân chính của cây lúa không có phát triển được nữa thì có hiện tượng đâm nhánh. Và từ đó mình mới liên tưởng đến cái khi cây lúa mà bị cọng hành rồi đó, thì đối với thân chính của cây lúa cũng không có thể phát triển được. Và mình nghĩ trong đầu là có thể cây lúa có thể đâm nhánh. Để áp dụng thuyết đẻ nhánh này, bà con cần chú ý. Phương pháp này chỉ áp dụng được khi cây lúa còn cách ngày trổ bông khoảng 15 ngày.
Đầu tiên, chúng ta vẫn phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật diệt ấu trùng trong cọng hành. Chú ý thuốc lưu dẫn mới có tác dụng. Bước thứ hai, sau khoảng từ 3 đến 5 ngày, cho nước vào ngập chân ruộng, để một đêm rồi rút nước ra cho khô mặt đất ruộng và bón thêm phân bón. Bước thứ ba, phun dinh dưỡng kích thích đầm nhánh để hỗ trợ cây lúa phát triển. Với 3 bước trên sẽ giúp lúa đầm nhánh phụ ra bông như bình thường. Con số 15 ngày nó là con số gọi là tối thiểu nhất để từ cái thời điểm mà cây lúa bị muỗi hành ra nhánh cho tới nó hình thành được cái bông hạt và chỗ. Nhiều người thắc mắc là cái thời gian đó quá ngắn, tại vì đối với cây lúa bình thường phải cần như đối với giống 504 thì ít nhất phải 35 ngày. Còn đối với những giống dài hơn thì khoảng 40-45 ngày nó mới có thể đủ để chuyển qua giai đoạn sinh sản. Nhưng mà đối với nhánh thì mình chỉ cần thời gian ngắn hơn. Lý do là khi cái nhánh được đâm ra thì nó sẽ bằng tuổi của cây mẹ. Những cái nhánh mà càng gần cái gốc lúa thì cái khả năng cho bông nó bông sẽ bự hơn và nhiều hạt hơn. Mà đặc biệt là trong điều kiện mà ngập nước thì những cái nhánh đó rất là khó để đâm ra được. Vì thế mà cái môi trường ẩm khô này là mục đích để cho những cái nhánh thấp nhất trên cái thân chính bị muỗi hành đâm ra được, để cho cái năng suất mình đạt sẽ là cao nhất. Cây lúa mà bị ngộ độc hóa chất hoặc là bị virus thì cái bông lúa nó có thể bị lép hoặc là không thể vô gạo được. Nhưng mà đối với cây lúa bị biểu hiện cộng hành thì nó là vẫn là một cây lúa bình thường, cho nên khi kết quả cuối cùng là hạt trên bông nó vẫn no đầy, không có hiện tượng lép nguyên bông như những cái tình huống mà mình vừa nêu. Nó vẫn cần những cái chất cơ bản cho cái nhánh phát triển, cho nên thường thì trong quy trình thì mình sử dụng những cái dòng dinh dưỡng mà nó chứa đủ những cái chất đó bổ sung bên trên cho cây. Thuyết đâm nhánh được các chuyên gia về lúa đánh giá có khả năng thực hiện trong việc khôi phục năng suất ở những ruộng bị muỗi hành tấn công. Chúng ta cần phổ biến sớm và đặc biệt là cái vụ đông xuân tới. Tại vì trong từ năm 2016-2017, nói chung đông xuân 16-17, đông xuân 17-18, hai cái vụ đông xuân rồi là muỗi hành rất là nặng. Trước tình hình muỗi hành tấn công nhiều diện tích lúa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các huyện đảm bảo thời gian cách ly giữa các vụ trong năm nhằm hạn chế dịch bệnh. Các địa phương trong tỉnh cũng đã bắt đầu lên kế hoạch triển khai quyết liệt, tập trung vào công tác điều chỉnh mùa vụ sản xuất. Phòng trị con muỗi hành này, chúng ta thấy rằng cái thời điểm xuống giống trong một mùa vụ là rất quan trọng, không nên xuống giống kéo dài lê thê. Và trong cái vấn đề thuốc men thì chúng tôi thấy rằng là con muỗi hành hoàn toàn không có thể nào xử lý thuốc và để phòng trị nó được tốt. Nếu ruộng nào bà dùng khu vực nào bà con xử lý thuốc càng nhiều thì nó sẽ bộc phát rầy nâu. Và khi bộc phát rầy nâu thì bệnh vàng lùng xuống lá sẽ xuất hiện. Bên cạnh những giải pháp đồng bộ trên, chúng ta cũng có thể thực hiện né muỗi hành dựa vào đặc tính sinh trưởng của chúng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, muỗi hành thường di chuyển nhiều vào đêm trăng sáng, tức khoảng ngày 13 tới 18 âm lịch. Trời có trăng sáng, lúc đó muỗi hành nó sẽ xuất hiện nhiều và gây hại. Cho nên nếu mà bà con mình có xử lý diệt thành trùng thì mình chú ý vào những ngày có trăng. Nông dân chỉ cần xạ lúa sao cho né được chu kỳ trăng sáng ở giai đoạn đẻ nhánh thì sẽ hạn chế được muỗi hành. Cụ thể như sau, khi lúa được 4 đến 8 sẽ dính một đợt trăng. Khi lúa 34 đến 38 sẽ dính đợt trăng thứ hai. Cả hai giai đoạn này, muỗi hành đều có khả năng tấn công và gây hại cây lúa. Tuy nhiên, lúc lúa nhỏ, bà con bơm nước ngập chắn ba sẽ hạn chế được ấu trùng chui vào cây lúa. Mà mình vô nước hơi cao một chút cho nó ngập cái chắn ba cây lúa để cho con muỗi hành nó không có chui vô cây lúa mình được, thì cũng theo đánh giá về mặt thực tế thì hạn chế được cái hiện tượng biểu hiện cộng hành trên lúa. Với những giải pháp trên, bà con có thể hạn chế phần nào thiệt hại do muỗi hành gây ra, trong khi chờ các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu những phương pháp mới.